Chào tất cả anh em. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến anh em mẫu giày đang hot nhất tại shop hiện nay. Mẫu giày lười da bò nguyên tấm và nguyên khối, da thật 100%. Như anh em có thể thấy, tôi đang test lửa trên đôi giày. Đấy, đôi giày nó méo làm sao cả anh em ạ. Tôi cam đoan đôi giày da bò này đúng là da bò thật. Giờ xem đến đế nha. Đây là đế cao su nhập ngoại, chống mòn, chống trơn trượt. Anh em xem đây. Đó, ép như ép giò lụa mà nó chả có vấn đề gì cả, vẫn cứ đẹp như ngọc trinh. Em nói hiện đang có giá 920.000 trên thị trường, nhưng với 50 anh em đầu tiên comment số điện thoại, shop sẽ sale cho anh em với giá 469.000. Hoặc anh em có thể mua kèm gói quà tặng visa, thắt lưng và tất với giá 499.000. Còn chần chừ gì nữa mà không comment số điện thoại để đặt hàng ngay, hoặc liên hệ chúng tôi theo hotline 0888 066 000. Chào thân ái và quyết thắng.